Những người hùng thầm lặng ươm mầm sự sống. Phía sau những thành công mang tin vui đến với các cặp vợ chồng hiếm muộn mong con là những thiên thần áo trắng khoác lên mình trọng trách nuôi giữ phôi. Những người hùng thầm lặng ấy luôn miệt mài trong phòng lab để cập nhật các công nghệ, kỹ thuật tiên tiến nhất và dùng hết khả năng vốn kiến thức chuyên ngành được đào tạo bài bản để chăm sóc, nuôi dưỡng cho những mầm sống mới từ giai đoạn khởi đầu. Cá biệt như những cái trường hợp như là mình đã gặp một cái bệnh nhân của mình, bệnh nhân bị vô tinh sau cái quá trình mà viêm tinh hoàn sau quay bị. Bệnh nhân đến với mình thì lần đầu tiên có một con tinh trùng duy nhất. Sau đó thì xét nghiệm rất là nhiều lần thì không có tinh trùng. Thì hôm đấy là bệnh nhân vẫn quyết định là kích trứng để ICSI. Thì cái hôm mà ICSI ấy, bọn mình lại phát hiện trong cái mẫu tinh dịch của bệnh nhân có một con tinh trùng. Và bệnh nhân rất là vui, rất là hạnh phúc, cũng mời bệnh nhân vào cho bệnh nhân xem tinh trùng của mình ở trên lab. Và bệnh nhân rất là hạnh phúc và muốn thu lại con tinh trùng đó. Nhưng mà bọn mình thì đã giải thích cho bệnh nhân và cũng đã cố gắng hết mức thu nhận lại đủ 6 con tinh trùng trong cái mẫu tinh dịch của bệnh nhân để ICSI. Và rất là may mắn nhà này thì lên được cả 6 phôi nang và bệnh nhân đã chuyển. Hiện tại thì đã thành công và đã sinh được một bé gái rồi. Đối với đội ngũ y bác sĩ mổ phôi thai học tại trung tâm IVF Hà Nội, có lẽ chẳng có gì tuyệt vời hơn khi phôi được nuôi cấy và phát triển tốt, sau đó được chuyển vào tử cung người mẹ để bắt đầu một hành trình trưởng thành mang mái ấm tới một gia đình nhỏ. Và có lẽ chính những hình ảnh đầy xúc động ấy cũng là động lực để đội ngũ y bác sĩ của trung tâm IVF Hà Nội cố gắng từng ngày. Có rất là nhiều các cái câu chuyện. Với mỗi một ca thì đặc điểm chứng của tinh trùng của bệnh nhân cũng rất là khác nhau. Và chúng mình cũng và qua mỗi cái ca bệnh đấy cũng là một cái câu chuyện và một cái kỷ niệm cũng như là một cái kinh nghiệm mà bọn mình rút ra để làm sao sau này làm việc và hoàn thành tốt nhất cho những cái ca bệnh sau. Cảm ơn đội ngũ y bác sĩ đã luôn miệt mài từng ngày để tạo ra những mầm sống, những tia hy vọng và một mái ấm trọn vẹn cho các cặp vợ chồng hiếm muộn.